Good evening, class. Today we will do all the exercise of Unit 12. Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau giải quyết hết tất cả các bài tập của Unit 12 trong sách bài tập. Các con cùng lấy sách ra nào. Các nội dung trong sách bài tập mà chúng ta phải giải quyết bao gồm các phần A. Phonics, B. Vocabulary, C. Sentences Patterns, D. Speaking, E. Reading and F. Writing. Chúng ta sẽ giải quyết 6 phần tất cả. Tuy nhiên, riêng với phần D. Speaking thì lý do là mạng và đường truyền rất là kém. Chúng ta đang sử dụng phần mềm Zoom miễn phí, cho nên là chất lượng âm thanh không ổn định. Phần speaking cô sẽ để lại và chúng ta sẽ làm các phần khác nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần phonics. Complete and say these words aloud. 1. Reading, but you have to complete first. Complete first. Chúng ta sẽ hoàn thành trước. E. Sorry, A. E. Teacher. E. Field. And E. Peace. Cả lớp đọc lại nào. Reading, teacher, field, a piece of cake. Finish. Exercise 2. Bài tập thứ 2 của phần âm. Các con nhớ lại hoặc là nhìn lên bài tập số 1 và chúng ta sử dụng chính 4 từ các con vừa mới hoàn thành để điền vào 4 chỗ trống nhé. I'm hungry, I want. I want. Very good. A piece of cake. A piece of cake. Number 2. Yes. My uncle is a teacher. 3. My grandparents are working in the rice. Yes, in the right field now. 4. I am reading a book now. Hãy so sánh với câu trả lời của các con nào. Very good. Chúng ta sang phần tiếp theo là phần từ vựng. Bài tập thứ nhất, các con hãy nhìn 6 bức tranh. Với mỗi bức tranh này, các con cần phải viết được ra là nghề nghiệp và nơi làm việc. Ví dụ 1. A teacher in a school. Tương tự như vậy, với bức tranh số 2, chúng ta sẽ có cụm từ là. Đúng rồi. A farmer in a field. Cụm từ thứ 3 bạn nào nói được nào?
Đúng rồi. A doctor. Chú ý nhé, đây là một vị bác sĩ chứ không phải y tá các con nhé. A doctor. In a À đúng rồi, in a hospital. For. A worker. In a factory. Five. A taxi or a driver. You can say a driver. In a taxi. Number six. A nurse. In a hospital. Chúng ta hãy so sánh đáp án cùng với cô nào. Và đọc lại một lần nữa nhé. A teacher in a school. A farmer in a field. A doctor in a hospital. A worker in a factory. A driver in a taxi. A nurse in a hospital. Have you finished? Okay, move to another exercise. Bài tập về mẫu câu. Hãy nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng. Number one, what does your mother do? A, B, C, D, E, F. E. She's a nurse. Where does she work? B, D. Very good. She works in a hospital. Does she like her job? Yes, she does. Or yes, he does. Yes, she does. What does your father do? He's a clerk. Where does he work? He works in an office. Does he like his job? Yes, he does. Very good. Chúng ta có đáp án theo thứ tự từ 1 đến 6 sẽ là E, D, A, F, B, E. Sorry, B, C. Yes. Finish. Okay. Exercise 2. Complete and read aloud. Chúng ta sẽ hoàn thành bài hội thoại giữa bạn Nam. Cô xin lỗi, giữa bạn Linda và bạn Quân nhé. One. Từ nào chúng ta cần điền? Căn cứ vào mẫu câu. À đúng rồi, đó chính là What does your father do, Quân? He's a teacher. Number two. Good. Where does he work? He teaches in my school, Winsu Primary School. Number three.
Yes. Does he like his job? Yes, he does. Number 4. Các con chú ý câu 4, đây là một câu hỏi trọn vẹn. Vậy nó sẽ là câu gì? What does your mother do? Very good. What does your mother do? My mother is a nurse. Number 5. Cũng là một câu hỏi trọn vẹn nữa. Where does she work? Where does she work? She works in a hospital. Tương tự như chỗ trống số 3 thì chỗ trống số 6 chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? Does. Does he like her job? Từ gì nữa? She. Okay. Does she like her job? Yes, she does. Các con hãy cùng đối chiếu đáp án của cô. Have you finished? Very good. Next. Như cô đã nói lúc đầu thì chúng ta sẽ bỏ qua phần speaking, đúng không nào? Bởi vì đường truyền về âm thanh rất là kém chất lượng, cho nên là chúng ta sẽ không nói được. Các con sẽ tự luyện tập speaking ở nhà nhé. Tiếp theo, đọc và điền từ. Read and complete. Trước hết các con hãy nhìn cho cô các từ cho sẵn. Great có nghĩa là lớp, khối. Nurse, y tá. Student, học sinh. For, 4 và school là trường học. Vậy khi các con đã nhận biết được các từ cần phải điền thì các con sẽ đọc bài văn ở trên và xem từ nào thích hợp với chỗ trống nào nhé. My name is Quân. There are people in my family, my parents, my brother, and me. Như vậy, chỗ này chúng ta đang nói về các thành viên trong gia đình, đúng không nào? Có chấm chấm người trong gia đình tôi, bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? For. We all do different things. My dad is a primary teacher. Theo các con thì từ nào sẽ phù hợp với chỗ trống số 2? Great. No. Nurse. Teacher. No. Student. No. School. Yes. My mom is a in a hospital. Mẹ tôi làm nghề gì mà mẹ tôi lại ở trong bệnh viện? Đúng rồi, nurse. My brother is of Hà Nội University. Anh trai tôi là chấm chấm ở trường Đại học Hà Nội. Như vậy chúng ta sẽ có từ cần điền tiếp theo là student. Student có nghĩa là học sinh hoặc là sinh viên các con nhé. Nó còn có nghĩa là sinh viên nữa. Và từ university là trường đại học Hà Nội. And I am in grade 4. I'm in the 4th grade. Còn tớ thì đang là học sinh khối 4.
I love my family and I'm very happy at my school. Finish. Okay. Next exercise. Bài tập số 2 của kỹ năng đọc. Hoàn thành bảng dưới đây. Chúng mình vừa điền các từ để hoàn thành đoạn văn và căn cứ vào nội dung, thông tin trong đoạn văn đó, các con sẽ hoàn thành bảng này nhé. Nào, Quân's father, job. Bố của Quân, nghề của ông là gì? Chúng mình nhìn lại bài đọc vừa rồi. Đúng rồi, teacher. Place of work or study. Nơi làm việc hoặc là nơi học tập. Bố của Quân là một giáo viên và ông làm việc ở đâu? À, ở primary school. Ở trong một trường tiểu học. Thế còn mẹ của Quân? Đúng rồi, nurse. Place of work. In a hospital. Quân's brother. Anh trai của Quân. À, anh là sinh viên đúng không nào? Student. Place of study. Nơi mà anh học. Hanoi University. Đúng rồi. À, chúng ta thống nhất là khi nói về nơi làm việc thì chúng mình chỉ cần nói đúng cái địa điểm đó mà không cần giới từ nhé. Tiếp theo, thế còn Quân? À, student too. Quân là một học sinh. Con có thể điền vào đây là pupil, học sinh. Và Quân học ở đâu? À, Quân cũng là một học sinh tiểu học và là học sinh của bố, ở trường của bố đúng không nào? His dad starts school. Con có thể nói rằng his dad's primary school. Lưu ý ở đây chúng ta sẽ đổi tính từ sở hữu. Trong bài đọc các con thấy ở đây là my dad's school, nhưng khi chúng ta đang viết lại về bạn Quân thì chúng ta sẽ đổi my thành his. Lưu ý cho cô chỗ này nhé. Have you finished? Okay. Chúng ta sẽ sang dạng bài tập tiếp theo để rèn kỹ năng viết. Writing. Look and write. Use the information from activity E2. Như vậy có nghĩa là chúng ta hãy nhìn tranh. Chúng ta sử dụng thông tin từ bài tập phần E2 để các con hoàn thành. Chúng ta nhìn lại bài tập phần E2. Chính là cái bảng mà các con vừa hoàn thành đấy. Ok, let's do. 1. This is Quân's family. 2. His father is. Từ còn thiếu sẽ là a teacher.
He works. Ông làm việc ở đâu? He works in a school. Và chính xác hơn là in a primary school. Ông làm việc trong một trường tiểu học. He works in a primary school. 3. His mother is very good. A nurse. She works. Yes. In a hospital. In a hospital. His brother is a student. He studies. Anh học tập ở đâu? In Hanoi University. Anh học ở trường Đại học Hà Nội. University. 5. Quân is Quân is a student too. He studies. Quân học ở đâu? Đúng rồi, Quân học ở trường tiểu học của bố. He studies in his dad's school. He studies in his dad's school. Chúng mình nhớ nhá. Dad's school, sở hữu cách. Học ở trường của bố. Cô cho các con 1 phút để hoàn thiện bài tập này. Have you finished? Yes. Very good. And the last exercise. Bài tập cuối cùng của chúng mình. Write about the jobs of your family members. Viết về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình. Trước hết, các con, nếu như các con có ảnh, thì các con có thể dán bức ảnh của gia đình mình vào cái khung ảnh này. Hoặc nếu không thì con có thể vẽ bức tranh về các thành viên trong gia đình mình ở đây. Sau đó, các con sẽ viết về các thành viên trong gia đình và chú ý đi sâu vào nghề nghiệp của các thành viên và nơi làm việc của mỗi người. Cô ví dụ, This is a photo of my family. Đây là bức ảnh của gia đình tôi. There are blah blah people in my family. Gia đình con có mấy người thì các con sẽ điền vào chỗ trống thứ nhất. My father chấm chấm. Bố con làm nghề gì? Các con điền vào. My mother, mẹ con làm nghề gì? Con có thể điền vào. Và nơi bố làm việc, nơi mẹ làm việc. Nếu mình có anh trai, chị gái hoặc là em trai, em gái,
thì các con cũng có thể đưa vào bài viết này. Và bài viết này thì chúng mình sẽ không có đáp án cụ thể, mỗi bạn sẽ có một cách viết khác nhau. Khi nào trở lại trường học, cô sẽ mượn sách bài tập của một số bạn và cô sẽ đọc xem các bạn ý giới thiệu về các thành viên trong gia đình như thế nào. Hoặc cô cũng có thể mời các con lên để đọc bài viết của mình. Các con rõ chưa nào? Như vậy các con sẽ tự hoàn thiện bài tập cuối cùng cho cô nhé.